Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Từ Westminster, anh Tuấn Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Anh Tuấn xin kính chào quý vị khán thính giả, kính chào anh Đoàn Trọng. Và chúng ta đang đến với chương trình cà phê sáng được phát đi trực tiếp ngay tại studio của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng 10 và cũng là ngày cuối cùng của tháng 10 trong năm. Và chúng ta cùng đến với phần tin dự báo thời tiết. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua, như quý vị cũng đã theo dõi ở ngay tại các khu vực Nam California, rất là ngạc nhiên thưa anh, bởi vì càng về khuya đó thì lại có một cái cơn mưa rào qua và coi như đem đến một lượng nước cũng như là phủi đi tất cả những cái bụi bẩn ở ngay tại các khu vực, và không còn những cái bụi bẩn và khô rác trong những cái nóng vừa qua. Thưa quý vị, 7 giờ sáng ngay tại Nam California, 63 độ là nhiệt độ trung bình vào ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất vào ban trưa sẽ là 69 độ vào ban ngày, 59 độ vào ban đêm. Có thể một số khu vực trong ngày hôm nay và có thể là tối nay sẽ có tiếp tục có những cái trận mưa dài như vậy nữa. Và từ đây cho đến hết cuối tuần này sẽ là những ngày mà buổi sáng chúng ta thấy ít nắng, nhiều mây, nhưng đến ban trưa thì chúng ta lại thấy có nắng. Cuối tuần này có thể là có mưa, 70% sẽ có một lượng mưa đổ xuống Nam California, và cũng nhờ thế nên độ ẩm đạt tới mức lý tưởng lên tới hơn 70%, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, đó là khí hậu thời tiết tại miền Nam California. Hôm nay thì quý vị thấy đặc biệt anh Tuấn không có bận cái một chỉ bận một cái áo t-shirt và thôi. Chắc quý vị cũng biết ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10, một trong những ngày lễ ma quái gọi người chúng ta hay gọi là Halloween. Hôm nay thì tất cả các trẻ em sẽ đi đến nhà xin kẹo, và hôm nay mọi người có thể thấy khuôn mặt của người khác không giống như những ngày thường. Và hôm nay là một trong những ngày hội mà có thể nói người dân Hoa Kỳ trước đây đã chi tiền rất nhiều cho cái ngày hội này. Và hy vọng chúng ta có một cái ngày hội ma quái rất là vui. Và đặc biệt là chúng ta phải gìn giữ trẻ em của chúng ta, dắt con cháu của chúng ta đi xin kẹo. Thì quý vị làm ơn đi theo sát bên cạnh, đừng có để băng qua đường bằng đêm tối. Có thể nói trời tối lúc này rất là tối thì có thể dễ gây ra tai nạn. Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua? Kính thưa quý vị, hôm nay cà phê sáng chúng tôi cùng với quý vị qua ly cà phê bắt đầu chúng ta duyệt xếp lại tất cả những cái sự kiện nóng bỏng hiện nay đang xảy ra tại Washington DC. Việc trước tiên chúng ta nói về vấn đề vụ điều tra của Nga Show. Vấn đề điều tra Nga, vâng, kính thưa quý vị, đã có một cái cuộc điều tra có thể nói nổi đình, nổi đám và làm cho rất nhiều người có thể nói thở dài, nhẹ nhõm. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người có thể nói bực mình về tất cả những cái khó chịu mà những người luôn luôn mang đến cho Tổng thống của họ, đó là Tổng thống Donald Trump. Bắt đầu từ việc ông cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đó là ông Paul Manafort, và cựu chiến dịch của cũng là đồng thời là một trong những nhân viên cánh tay mặt của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử, kính thưa quý vị, đó là ông Rex Gates, đã bắt đầu vào một cái sự việc sau ông cố vấn công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đó là Robert Mueller. Tưởng cũng cần nên nhắc đến, kính thưa quý vị, ông Robert Mueller là một trong những người đã từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc cơ quan điều tra trung ương FBI. Và đây có phải là một cái cú sốc lớn không, thưa quý vị? Đúng, kính thưa quý vị, đây là một cú sốc rất lớn. Và hóa ra tất cả những người cựu chiến dịch mà những người chiến binh, những người đã là những nhân vật trung thành của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch trong cuộc của ông, trong đó có một nhân vật trẻ tuổi, đó là cố vấn về chính sách đối ngoại, ông George Papadopoulos. Ba người đã nhận tội vì đưa ra những tuyên bố sai trái cho FBI sau khi họ nói dối về những cái sự việc liên quan đến công việc của họ với những cái công việc những người giới chức nước ngoài, và đặc biệt trong đó có những thành viên của chính phủ Nga Show. Tất cả các thông tin này đã tiết lộ trong hồ sơ của tòa án và được niêm phong đến hôm thứ Hai.
Và đó là một cái thỏa thuận lớn, bởi vì đó là một cái kết nối hữu hình giữa chiến dịch của Tổng thống Trump Rung và các hành động của Nga Xô trong cuộc bầu cử năm 2016. Về bản của tuyên bố của FBI thì ông Papadopoulos cũng cho biết ông đã tham gia vào một chuỗi email cho thấy một nhân viên chiến dịch cấp thấp hoặc các quan chức cao cấp quan tâm đến chiến dịch của Trump để không gửi tín hiệu. Kính thưa quý vị, đó là lời nhận tội của ông Papadopoulos. Đối với ông Manafort và ông Gates, họ đã bị truy tố về 12 cái tội danh, bao gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ, âm mưu rửa tiền và tuyên bố sai và báo cáo các cáo buộc người khác cũng sai. Kính thưa quý vị, những tội danh này có thể mang đến án cao nhất là án tử hình. Đó là một trong những sự kiện mà ngày hôm qua nổi bật nhất. Chúng tôi đã dành nhiều thời giờ để nói việc về vấn đề một trong những cái vụ nổ đã được công bố bởi Ủy ban Công tố đặc biệt do hướng dẫn bởi ông Robert Mueller. Bây giờ chúng ta trở lại Washington DC và chúng ta xem tất cả những viên chức từ Quốc hội cho đến chính phủ, tất cả những người thân cận của Tổng thống Donald Trump đã nhận xét như thế nào về trái bom nổ. Việc trước tiên là chúng ta phải nói một trong những vị thượng nghị sĩ chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, đó là thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ nói gì thưa anh Tuấn? Khi mà chính trường nổ ra, thưa quý vị, thì tất cả các cơ quan truyền thông đều nhìn về Quốc hội để xem thử phản ứng của Quốc hội, để xem thử phản ứng của các thượng nghị sĩ, các dân biểu đối với chính quyền như thế nào. Đối với là ông Lindsey Graham, thưa quý vị, một trong những người cũng có tiếng nói trong Quốc hội, bởi vì trong các những cái dự luật trước đây đó, ông đều đưa ra có lúc thì đồng ý với ông Tổng thống Trump và có lúc thì không đồng ý. Thì ông nói như thế này, thưa quý vị, ông nói là tôi đã biết cái sự việc này sẽ nổ ra đến mức lớn như vậy. Và cho tới giờ phút này thì vẫn chưa thấy một cái câu trả lời nào từ bên phía Tòa Bạch Ốc. Nhiều các phóng viên truyền thông hỏi rằng ông có nghĩ là ông Tổng thống Donald Trump có dùng cái quyền của mình để áp lực bên phía Bộ Tư pháp và từ phía Bộ Tư pháp sẽ sa thải ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller hay không? Thì ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói, tôi không nghĩ là như vậy, bởi vì bất cứ hành động nào của bên phía Tổng thống Donald Trump mà làm đối với công tố viên đặc biệt nhất là khi đã trác tòa được đưa ra đối với lại ba người đã từng là những nhân vật cao cấp trong ủy ban tranh cử của Trump thì sẽ có các vấn đề xảy ra. Ngoài ra đó, ông nói như thế này thưa quý vị, sẽ không có bất kỳ một ai sợ hãi nếu như người đó chưa từng nhúng chàm. Tức là ý ông nói là nếu như chúng ta vạc thật thì không có sợ lửa, thưa quý vị. Và nhiều tiếp tục các cáo buộc từ ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller mà chính không những ông Lindsey Graham và nhiều các thượng nghị sĩ khác nữa tin rằng sẽ có nhiều những cáo buộc nữa sẽ được đưa ra, và người mà đa số các nhà bình luận và cũng như các thượng nghị sĩ nhắm tới đó là ông tướng ba sao, ông tướng Michael Flynn cũng sẽ được đưa ra trong những ngày tháng sắp tới, thưa anh. Kính thưa quý vị, đặc biệt nhất là một trong những nhân vật có thể nói hiện nay đang nắm quyền điều hành White House, đó là tướng John Kelly. Ông tướng hiệu hữu John Kelly đã từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội ai của Hoa Kỳ. Hôm qua, ông đã đưa ra những cái nhận xét về vấn cáo buộc và những cái vụ sự việc của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Việc trước tiên, tướng John Kelly với tư cách là Chief Staff tham mưu trưởng cho văn phòng của White House, ông đã có những cái nhận định như thế này. Hãy để hệ thống pháp luật của chúng ta hoạt động. Và ông ta tôn trọng rằng tất cả những cái sự kiện đưa ra tranh cãi ngày hôm nay, chúng ta đều nằm ở trong cái cương vị là chúng ta hoạt động trong những cái hiện biện pháp và những cái điều kiện mà pháp luật Hoa Kỳ cho phép. Trải qua một cái cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox, thì vào tối thứ hai, sau khi đã có những xảy ra hàng giờ về vấn đề buộc tội chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đó là ông Paul Manafort, ông John Kelly, chánh văn phòng của Nhà Trắng đã cho biết chính quyền này tin rằng luật này nên chạy trước khi đi đến kết luận. Tuy nhiên điều đó ông có nghĩa nói rằng hãy để cho tất cả những người thi hành luật pháp trước khi chúng ta đi đến một kết luận. Tất cả các hoạt động, theo tôi hiểu rằng Paul Manafort và trợ lý của ông đó là Rick Gator đã bị truy tố lâu trước khi họ gặp Donald Trump. Tất cả những cái sự kiện mà ông Robert Mueller truy tố ông Paul Manafort và Rick Gates thì theo như lời của tướng John Kelly cho rằng những cái sự kiện này đã xảy ra trước khi hai người đầu quân vào cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Và tướng Kelly đã nói, tôi nghĩ rằng phản ứng của chính quyền là để hệ thống pháp luật hoạt động. Tất cả mọi người coi là vô tội và chúng ta sẽ thấy kết luận nó sẽ đi về đâu. Kính thưa quý vị, đấy là một trong những cái gọi lời nói tuyên bố theo truyền thống của Hoa Kỳ. Cho dù truy tố như thế nào nhưng mà chưa có kết luận, điều đó những người này vẫn vô tội và hãy để cho tất cả những giới chức làm việc và sau đó sẽ chúng ta đi đến một cái kết luận.
Kính thưa quý vị, khi được hỏi cần có một cái lời khuyên đặc biệt nào về những phát hiện gần đây rằng chiến dịch của Clinton và Ủy ban Quốc gia Dân chủ đã tài trợ cho vấn đề nghiên cứu dẫn đến một hồ sơ gây nhiều tranh cãi về những kết nối của Tổng thống Donald Trump và Nga. Kính thưa quý vị, ông Kelly đã được phóc hỏi rằng ông có những cái lời khuyến cáo, những cái nhận định như thế nào về trong một cái chiến dịch rầm rộ của đảng Dân chủ và đặc biệt là của bà Hillary Clinton về vấn đề tài trợ cho tất cả những cái chiến dịch gọi là đưa đến những cái vấn đề mà hôm nay chúng ta đón nhận, đó là vấn đề Tổng thống Donald Trump với vấn đề Nga. Thì ông tướng Kelly đã nói rằng: "Tôi tin rằng công dân Hoa Kỳ có quyền biết điều gì đang xảy ra đằng sau hậu trường của chính phủ, và ông ta không có chê trách gì tất cả những việc làm của đảng Dân chủ, và ông ta nói rằng mọi người đều có quyền làm tất cả những cái gì để biết được những sự kiện mà chính phủ đang làm. Người Mỹ thực sự có quyền hiểu biết chính phủ của họ đang làm gì, đã làm gì và có thể họ sẽ nghĩ đến, họ sẽ làm gì. Và có quyền biết chính phủ của họ đang làm gì vào bất cứ ngày nào, và cũng như những gì mà công nhân và cá nhân, những người đó đều vi phạm luật lệ." Kính thưa quý vị, đó là vấn đề tướng John Kelly đã bình luận qua những cái vấn đề mà có thể nói làm cho xáo động cả nước Mỹ. Và chúng ta cũng thấy rằng những sự kiện này đã cáo buộc và đã làm cho ba người hiện nay đã xác nhận rằng là họ đã có tội và đang làm việc với FBI. Sáng nay trong một ngày lễ Halloween đầy ma quái thì quý vị cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng ta hy vọng nhìn xem tương lai của nước Mỹ chúng ta sẽ đi về đâu dưới triều đại của Tổng thống Donald Trump. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.